Huyền đi ra ngoài này chơi mà chả gặp ở đâu cả. Bạn này không biết là ra chưa? Ô, bạn Huyền kia. Mình hôm nay mình phải trêu bạn Huyền một trận mới được. Ây à, ui, đang chơi khủng nâng. Đi đi. Đi thôi. Ây à, ở đâu à? Phải có cái xe tăng cua này. Ui, mình phải chạy đi thôi, không ở đây nó bắn nó bánh sao ấy à. Bạn Hiền này, nhanh gan thật. Ui, có đọc cái xe tăng vào gần này, thế mà cũng sợ. À, chắc là sợ nó bắn đi. Xe tăng của tôi hiền lắm, không bắn đâu. Ơi, thu nhỏ lại nào. Nào, thu nhỏ lại. Ui, các bạn thấy xe tăng của mình có đẹp không? À, xe tăng này ngày xưa là chinh chiến ở chiến trường miền Nam đấy. Tớ, ông nội tớ đi vào đấy, ông nội tớ kỷ niệm tớ đây. Ý, các bạn thấy thế thế nào? Ý, lòng súng này của nó bắn được bằng này. Thôi, để mình chạy đi gặp bạn Huyền. Không, bạn Huyền lại chạy mất chiếc rồi. Ôi, cái xe tăng này cứ đuổi theo mình. Xe tăng của mình nó mạnh. Cái bạn sai đâu mình. Sao bạn lại chưa tớ? Ôi giời, bạn Huyền nha, chết thật ý. Tớ có mang cái xe tăng này ra hút vào đít một tí thôi mà cũng lại. Cũng lại cái gì? Xe tăng của bạn vừa to à? Vừa đấy nó to hùng cơ mà. Sao bây giờ nó lại thu nhỏ ra như thế này? À, xe tăng của tớ nhá, nó rất là đặc biệt. Wow, nó có thể phóng to, thu nhỏ. Điều khiển của nó đây này. Wow. Cái nước này nó phóng to ngay. Ôi, xịn ha. Ơ, thế của bạn có con gì đây? Ồ, đây là con khủng long tê giác của tớ vừa mua được đây. Wow, con này cũng mạnh lắm. Ôi giời, con này mạnh gì? Con này yếu nhạt đấy, không bằng khủng long tê rách đâu. Con khủng long tê giác này nó chỉ ăn cỏ thôi, nó không ăn thịt. Con này hiền lắm. Ừ, con này nó hiền lắm nhưng mà nó khỏe lắm. Nó khỏe, khỏe như con tê giác luôn ý. Nó yếu lắm. Bạn có dám cho cái xe tăng của bạn chiến đấu với con này của nó không? Ôi giời, đơn giản luôn. Nào, bạn đặt xuống. Nào đây. Bạn này nhìn con khủng long của tớ đây này. Nhìn này, nhìn này thì nhìn này. Nhìn này thì nhìn này. Khủng long ơi, lên. Nhìn này thì nhìn này. Nào, nào để tôi đâm nó phát nữa nha, cho chết hẳn đi. Ừ, tiến đây, tiến đây, đây, tiến đây. Ừ, chưa. Ôi, chưa, khủng long của tớ. Tớ không đẹp cho đi bạn nữa đâu. Bạn cứ để bạn bắt nạt tớ. Bắt nạt thì con này yếu nhạt đấy. Bạn là con trai, bạn không nhường tớ gì cả. Tớ không nhường chơi bạn nữa. Không nhường. Tớ đi chỗ khác chơi đây. Thế này không chơi với tớ nữa à? Bạn Huyền ơi. Nào đi đi xe tăng ơi. Mày vừa chiến thắng khủng long tê giác xong đây. Mày khỏe quá. Rồi. Nhưng mà chơi mãi một mình như này cũng buồn lắm. Chẳng ai chơi. Biết thế, mình không chơi bạn Huyền quá thì giờ bạn Huyền vẫn đây chơi với mình không? Có xe tăng đẹp mà chẳng có ai chơi cùng. Chán đấy. Thôi đi ra ngoài này ngồi vậy. Ôi ôi. Đấy các bạn ơi, từ giờ các bạn cũng đừng như mình nhá. Đừng bao giờ khinh thường người khác, coi thường người khác mà bắt nạt ai. Đấy, thế đâm ra là giờ phải chơi một mình cô đơn lắm. Cái bạn sai đâu men này. Chán thật đấy. Rõ là gọi mình ra đây chơi mà không chịu nhường mình gì cả. Quê thường cái con khủng long này của mình nhá. Tận sai đâu men này nhá. Tại sao tôi không phải là ở ngoài kia có con khủng long to lắm. Vừa nãy tớ đâm vào nó còn ngoạm cả vào người tớ đây này. Ôi, có chuyện thế? Bạn phải giúp tớ.
Thôi được, à tôi nhớ rồi. Cái xe tăng này của tôi có thể phóng to thu nhỏ được đấy. Thế bạn có cách nào cho nó to à? Đây tôi chỉ cần ấn nút, giữ liền vào nút này một phát là nó phóng to đùng luôn. Thế á? Nó còn bắn được ra cả đạn đấy. Ừ, được rồi, thế đi thôi. Đi. Kia. À, kia con khủng long kia ấy. Đúng rồi đấy, ra đâu mẹ rồi. Không ngờ ở ngoài đời lại có khủng long thật. Ừ. Thôi được rồi, bạn yên tâm, để tôi sẽ mang cái xe tăng này ra chiến đấu lại với nó. Ừ, cố lên nhá. Ok. Mẹ ơi, cẩn thận đấy, sai đâu mẹ rồi. Ừ. Ui, không biết sai đâu mẹ. Có dùng cái xe tăng này tiêu diệt được con khủng long đấy không nữa. À, con khủng long này. Sao người dám bắt bọn người cái đi của ta? Hôm nay người sẽ, ta sẽ cho người biết tay. À, ta sẽ cho người biết sự lại. Thế tôi đây là thế nào? Thế đâu mẹ. Cho cái xe tăng cái to này đi. Đây đen, bây giờ tớ vào đây, tớ sẽ điều khiển cái xe tăng đấy để tấn công lại con khủng long. Được. Chứ bây giờ tớ mà đứng ngoài đấy nhá, mà không tấn công được thì bắt đầu con khủng long nó ra, nó ăn thì tớ hay sao? Đúng rồi. Bắt đầu to lên xe tăng ơi. À thắng rồi. Yeah. Wow, xe tăng của tớ mạnh chưa? Nhìn... Wow, đúng là xe tăng của cậu, đúng là siêu anh hùng đấy. Nhìn to không? Wow, to quá. Thôi bạn nó thu nhỏ nó lại đi. Để tớ thu nhỏ lại nhá. Ừ. Đây rồi. Wow, xe tăng của tớ mạnh chưa? Xe tăng của cậu đúng là hại đấy. Ừ. Sai đúng miên à, hay là bạn cho tớ cái xe tăng này đi. Cho bạn nó. Ừ, cho tớ đi. Yeah. Ừ. Thôi được rồi. Từ giờ tớ sẽ làm một người tốt, tớ sẽ luôn chia sẻ với bạn bè những cái đồ chơi mới. Wow. Này tặng bạn. Đây, tớ cũng tặng cho bạn cái con này của tớ. Này tặng cho tớ. Ừ. Wow. Bây giờ chúng ta trao đổi đồ chơi cho nhau. Ừ, thế bây giờ thôi thì chúng ta đi về nhà đi, không bố mẹ đâu. Đi thôi.